Thank you.
tương đối như này, khi dược lửa là phải dơ cao lên để cho mọi người biết, để cho biết người dược lửa. Thế nên qua vấn đề đó là vấn đề là từ làm chưa đây là tôi làm thì sống được như vậy rồi. Cho nên đi hỏi. Alo, ban tổ chức chúng tôi bây giờ mời bốn đô trưởng của bốn đô vào trong này để cùng với ban giám khảo, cùng với ban giám khảo nhận xét. Thôi. Thôi đây xin mời, vâng, xin mời. Bước vừa thôi. Xin mời bốn đô vào đây ạ. Ông Ngọc. Xin còn một tô nữa đâu ạ, một tải một tô nữa đâu ạ. Chạy nhá, chạy nhá, cháu ơi, chạy nhá. Bây giờ ban giám khảo quyết định. Quá sợ quá, già rồi. Chắc rồi.